Ba kích là loại dược liệu quý có vị cay ngọt, tính ôn. Đồng y sử dụng rất nhiều loại dược liệu này để ngâm rượu, sắc thuốc điều trị bệnh. Tuy nhiên không phải ai cũng biết công dụng của ba kích trong các bài thuốc đó. Để tìm hiểu kỹ hơn về công dụng của ba kích, các bạn có thể tìm hiểu qua bài viết dưới đây nhé. Ba kích cây ba kích hay còn gọi với nhiều tên, ba kích thiên, nhàu thuốc, ruột gà. Cây là loài thực vật thuộc chi nhàu, họ cà phê. Cây mọc leo thành bụi ven rừng đồi núi có độ cao tuyệt đối, dưới 500m. Đây là loại cây dây leo sống nhiều năm, thân mảnh có lông mịn. Cây mọc leo thành bụi ven rừng đồi núi có độ cao tuyệt đối dưới 500m. Lá đơn nguyên mọc đối chữ thập, tạo thành các lóng thân dài từ 510cm. Phiến lá hình bầu dục thuôn ngược, đầu là ngọn cấp, đuôi lá hình tim hoặc tròn, phiến lá lúc non màu xanh, già màu trắng mốc và khi khô có màu nâu tím. Mặt dưới phiến lá đến có 8 đến 9 cặp gân thứ cấp, hoa trắng sau chuyển vàng. Quả khác phủ lông, có màu đỏ khi chín, rễ cây phình to. Xem thêm, hình ảnh nhận dạng cây ba kích. Các công dụng của ba kích không thể bỏ qua một. Công dụng đầu tiên của ba kích phải nhắc tới đó là tăng cao chất lượng chuyện phòng the. Mọi người coi ba kích như một loại thuốc bổ giúp tăng cường sinh lục phái mạnh, tăng cao chất lượng tình dục, nhất là ở nam giới. Ngoài ra nó còn cải thiện sinh lực, hỗ trợ các bệnh về sinh lý, mộng tinh, chi tinh, tinh trùng kém, tinh trùng ít, yếu, khó có con. Xem thêm, sâm cao tỏa dương biệt dược tăng cường sinh lý 2. Người cao tuổi sử dụng ba kích tím có thể cải thiện các chứng mệt mỏi, kém ăn, ngủ ít, tăng cường sức khỏe xương khớp, giúp tăng cân. 3. Với y học cổ truyền, ba kích có tác dụng ôn thận trợ dương, khử phong thấp hỗ trợ điều trị bệnh xương khớp và làm mạnh gân cốt. Những người bệnh gân cốt yếu, lưng gối mỏi đau hay phong thấp khứ khí thường được chỉ định vì thuốc này. Người cao tuổi sử dụng ba kích tím có thể cải thiện các chứng mệt mỏi, kém ăn, ngủ ít, tăng cường sức khỏe xương khớp, giúp tăng cân. 4. Ngoài ra, củ ba kích tím cũng có công dụng giảm đau, trị viêm, cầm máu, bảo vệ gan, giảm cholesterol máu, hạ huyết áp. Do chứa nhiều anthraquinone, khi thủy phân sẽ tạo thành hoạt chất anthraquinone. Công dụng tuyệt vời của ba kích trong một số bài thuốc. 1. Bài thuốc trị chứng huyết áp cao chuẩn bị, ba kích tím tươi, 12 giờ tiên mao, 12 giờ dâm dương hoắc, 12 giờ truy mẫu, 12 giờ hoàng bá, 12 giờ ương quy, 12 giờ. Cách làm tất cả các vị thuốc trên rửa sạch, đem sắc cùng 600ml nước. Đun cạn đơn si, còn 200ml chia thành 3 bát uống làm 3 lần ngày điều trị bài thuốc này. Trong vòng 3 tháng sẽ thấy hiệu quả rõ rệt. 2. Bài thuốc trị đau lưng, mỏi gối chuẩn bị, ba kích tím, 12 giờ tục đoạn, 12 giờ bồ cốt chi, 12 giờ hồ đào nhục, 5 quả. Cách làm, tất cả vị thuốc đã chuẩn bị trên đem rửa sạch sắc cùng 500ml nước đun nhỏ lửa và đổ ra 3 bát nước uống trong ngày, hoặc những vị thuốc trên đem tán bột uống với nước nóng 3. Bài thuốc với công dụng của ba kích trong trị chứng thận hư, dương úy, chi tinh. Nguyên liệu ba kích tím, 15 giờ thuộc địa, 15 giờ sơn thù du, 12 giờ kim anh, 12 giờ. Cách làm, các nguyên liệu trên đem sắc nước đun lửa nhỏ liu riu, chắc lấy 3 bát nước thuốc, uống trong ngày. 4. Bài thuốc trị thận hư, tiểu nhiều từ ba kích chuẩn bị ba kích tím, 12 giờ sơn thù du, 12 giờ thọ tu tự, 12 giờ tan phiêu tiêu, 12 giờ. Cách dùng, sắc nước thuốc như những bài thuốc chữa trước hoặc tán bột uống. 5. Bài thuốc chữa đau lưng tê mỏi ở người già. Nguyên liệu, củ ba kích tím xuyên tỳ giả nhục thun dung đổ trọng thỏ ti tự cách. Làm tất cả nguyên liệu lấy lượng bằng nhau đem tán nhuyễn trộn với mật ong hoàng viên ngày uống 2 lần với nước ấm, mỗi lần uống 8 giờ 6. Các bài thuốc rượu ngâm với công dụng của ba kích hỗ trợ điều trị liệt dương. Chuẩn bị, ba kích tím đã bỏ lõi, 40, thuộc địa, nhục thun dung, ngũ vị tử, 20 giờ, nhân sâm, 10 giờ, 1 lít rượu trắng. Cách chế biến, các vị thuốc trên rửa sạch, sấy khô rồi cho vào bình ngâm với rượu trong vòng 1 tuần là có thể dùng được. Uống mỗi ngày 2 lần, mỗi lần 20ml. Chữa đau nhức xương khớp, đau lưng mỏi gối cho thận hư, phong thấp. Chuẩn bị ba kích tím tươi, 50, châm dương hoắc, 50, kê huyết đằng, 50, đường phèn, 30, rượu trắng, 750ml. Chế biến, các nguyên liệu trên cho vào bình ngâm trong 1 tuần là dùng được. Dùng uống mỗi ngày 2 lần, mỗi lần 20ml.
món ăn từ 3 kích tác dụng bổ thận, tráng dương, 3 kích thịt trai 300g, gừng tươi, gia vị, nước đủ dùng. Cách chế biến thịt trai rửa sạch, 2 miếng, củ 3 kích tím tươi rửa sạch. Cho tất cả vào nồi nước đã đun sôi, rồi vặn nhỏ lửa hầm khoảng 3 giờ, nêm gia vị là dùng được, ăn cùng với cơm. Nên xem, cách ngâm rượu 3 kích tươi thơm ngon nhất 3 kích là vị thuốc quý được sử dụng rộng rãi trong y học cổ truyền. Tuy vậy các bạn nên chọn lựa những địa điểm bán 3 kích uy tín chất lượng để đảm bảo sức khỏe, cũng như điều trị bệnh được tốt. Bạn có thể tìm mua cao 3 kích Tuệ Linh qua thocnamonline.vn để ngâm rượu. Cao 3 kích ngâm rượu đảm bảo an toàn, giữ đúng được chất lượng, dược tính của cây 3 kích mà không tốn thời gian ngâm rượu. Các bạn có thể liên hệ trực tiếp qua thocnamonline để tìm mua chọn lựa cao mật nhân an toàn, nguyên chất 100%, nguồn gốc rõ ràng, đảm bảo. Ngoài ra muốn tham khảo những thông tin trên và áp dụng một cách đúng cách, khoa học, nếu cần tư vấn và tìm hiểu thêm về công dụng và cách dùng các loại cây dược liệu, bạn có thể liên hệ qua số tổng đài tư vấn 18.6521 hoặc đặt câu hỏi của bạn ở một ý kiến ở cuối bài viết. Tra cứu dược liệu sẽ giải đáp những thắc mắc, giúp bạn có thêm những thông tin đáng tin cậy. Let's look at why.